Đây là con VF8 bản bờ lớt này, la răng thì đa trấu này, chuẩn bị xuất phát này. Ngày hôm nay thì kênh Xe Đạp TV sẽ lái thử chiếc VinFast VF8 bản bờ lớt, bản cao cấp nhất này. Chúng ta hãy ngắm nhìn qua phần ngoại thất của chiếc xe này. Ở phần trước thì đèn thì full LED, ở phía trước thì có 4 cảm biến, ở phía sau có 4 cảm biến. Chiếc xe này được trang bị cam 360 này, ở phần gương này. Bắt đầu chiếc xe này vận hành này. Quay rồi đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì kênh Xe Đạp TV sẽ vận hành thử chiếc VinFast VinFast 8. Đây là chiếc xe đang trong quá trình thử nghiệm để chuẩn bị ra mắt trên thị trường thương mại. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ lái thử chiếc VF8 này. Và trước tiên thì trước khi mà khởi động xe xong ấy, thì chúng ta sẽ nhấn phanh này và nhấn số D này. Đây bắt đầu là anh nhả phanh tay đúng không? Ok, anh đạp ga đi. Đạp ga đi đúng không? Bắt đầu vận hành. Con này thì so với con đàn em E34 thì thực sự là ngồi nó khác biệt hoàn toàn luôn. Độ đầm của xe nó tương đối là cao. Và từ nãy giờ thì cảm giác trùng chiềng bùng bềnh nó gần như là không xuất hiện. Và ở phía ngay trước mặt thì có cái màn hình trung tâm, màn hình giải trí lên tới 15,6 inch. Thực sự đây là nó tích hợp rất nhiều các tính năng thông minh. Đương nhiên rồi, các cả trợ lý ảo cũng như là việc mua sắm online ở trên này luôn, cũng như là xem truyền hình và kết nối internet cũng như nghe nhạc. Đây là chiếc xe VF8, bản này là bản Plus, tức là bản có giá cao nhất. Và bản này thì cho một lần sạc thì nó đi được khoảng 450 cây, tức là một sạc đầy thì đi được 450 cây. Và nếu như mà muốn sạc bình thường ấy, thì nó mất tầm khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Còn mà muốn sạc nhanh được khoảng 70% dung lượng pin ấy, thì nó mất khoảng 30 phút. Tức là chúng ta vào cái chạm sạc chỉ mất 30 phút sạc nhanh và sẽ được 70% đầy pin, 70% của pin. Tôi nghĩ là với cái thông số này thì nó cũng giúp ích cho nhiều người, nhất là những người mà có thường xuyên có những việc di chuyển giữa các địa phương, các tỉnh với nhau. Thì thực sự con VF8 này nó tương đối là phù hợp. Và đây là bản VF8 Plus. Do vậy là về cái chỉnh điện thì nó được khoảng 11 hướng. Còn cái phần da này thì da là da thật này, chứ không phải là phần giá da. Ở cái phần các nút bấm điều khiển xe thì nó được thiết kế khá là tinh gọn và rất là bắt mắt. Các đường chỉ khâu ở bên cạnh này, cái phần yên ngựa này tôi nghĩ là nó khá là tinh tế. Về hai bên gương, hai bên thì tích hợp ở camera và có cả cảnh báo điểm mù cũng như cảnh báo xe phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận cái thực sự là cái cảm giác lái nó khác biệt hoàn toàn, khác rất nhiều so với con E34. Tôi nghĩ rằng là con này mà khi mở bán thì nó thực sự là nó thu hút rất là lớn, và khi chính thức mà bàn giao khách hàng thì chắc chắn là nhiều người sẽ thực sự thích thú để cảm nhận chiếc xe này. Bây giờ tôi sẽ đạp từ 0 lên 100 xem là nó mất bao giây. Trong thông số thông báo thì nó mất tầm khoảng 6 giây, thì thực tế bây giờ nó sẽ như thế nào? Tôi sẽ đạp lên thử xem. Từ 0 lên 100 nó sẽ mất bao nhiêu giây. Như Boeing bay cất cánh. Tôi nghĩ là nó khoảng đúng ạ, thông số nó viết ra tầm 5 giây rưỡi, thực sự là nó rất là chính xác đấy. Con này là con VF8 bản Plus, bản cao cấp nhất của con 8 này. Cái yên ngựa thì để cái phần để tay nó khá là thoải mái, và cái vô lăng này thì nó rất là chắc chắn này.
cảm giác thế nào, có trung chuyển không, bùng bệnh không, rất là ok. Cái xe này thực sự là đáng để nghiên cứu và đáng để thưởng thức. Còn VF8, tôi nghĩ là trong năm nay thì VinFast sẽ bàn giao chiếc xe này cho khách hàng thôi, nên là các bạn hãy cùng chờ đợi để được tận hưởng chiếc xe VF8 bản Plus này.